đây là một trong những cái tiết mục xuất sắc nhất về mặt talent, mặt tài năng từ đầu chương trình đến bây giờ. Điều duy nhất là đối với tuổi 13 của con á, cô muốn nhìn thấy hình ảnh của một cô gái tuổi teen hơn. Cái cách con ăn mặc nó rất là trưởng thành, nó rất là lớn và ai cũng muốn nổi bật cả. Nhưng mà cô muốn nhìn thấy cái sự nổi bật đó ở cái lứa tuổi của con, một cái sự ngây thơ nhất định. Thật ra thì với em á, bộ trang phục này thật ra là cũng không có quá là vượt qua với cái lứa tuổi không, của không, nó không vượt qua lứa tuổi. Thật ra nếu như Thiên Nga biết tiết chế là một chút về bộ trang phục, hình ảnh này vẫn là một hình ảnh lạ khi mà đánh violon. Tất cả những gì con làm đều như là một người chuyên nghiệp và rất là đau vào đó. Nhưng mà mình cũng phải thả lỏng một chút và enjoy những cái gì mặt trời cho, những cái gì mình nỗ lực hàng ngày để đạt được. Diễn với lại thi là hai cái cảm xúc nó vô cùng khác nhau, bởi vì là nhiều khi diễn là con có thể thả hết feeling, con không bị căng thẳng nhiều thay vì thi. Nhưng mà con vẫn là vui vì con hoàn thành xong tiết mục của mình. Và không biết là bây giờ em có đủ tự tin để tiếp tục vào phần thi phụ của chương trình ngày hôm nay, đó chính là giao tiếp bằng tiếng Anh hay không? Dạ, con sẵn sàng. So hi everyone, my name is Hoàng Thiên Nga, but like people call me as Jennifer for easier. I'm 13 years old and I like reading books, listen to music and also traveling a lot. My dream is to be a music producer and also a lawyer. A lawyer. Yeah. All serious. You want to be the lawyer, but why you choose to join with the teen model? Because I also like to do modeling and do runways. I think it's also cool. Okay, so show it more through your work, because I know you are very serious. I am serious too. People are scared of me because I'm quite serious. But when you play music, I want you to enjoy yourself more, because you're only 13 years old. There's plenty more time when you're older to be more serious. Because you're amazing. We love you, so be yourself. Thank you. Bên cạnh mà việc mà khả năng nói tiếng Anh rất là lưu loát như thế này thì Thiên Nga còn có khả năng là nói tiếng Pháp được. Em có thể giới thiệu một tí về bản thân mình bằng tiếng Pháp được không? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Hoàng Thiên Nga. Je suis très heureuse participer dans cette compétition. C'est tout. Very well done. Rồi, cảm ơn các vị giám khảo và cảm ơn Thiên Nga. Chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Dân cảm thấy rất là ấn tượng với phần thi của em Thiên Nga, đàn violon rất là hay, rất là xinh đẹp nhé. Và thể hiện cũng rất là thần thái, rất là bản lĩnh, rất là tự tin. Mời siêu mẫu Hà Anh ạ. Trước tiên là cô xin cảm ơn tất cả các con cống hiến cho tất cả các vị giám khảo ngồi ở đây. Những màn trình diễn vô cùng là tuyệt vời. Và cô được phép lựa chọn ra một thí sinh mà cô yêu thích, đồng nghĩa là cũng sẽ được biểu diễn ở trong đêm chung kết. Bây giờ cô xin phép được trao nha. Đầu tư là một cái điều tốt, tuy nhiên nó không phải là đánh giá hoàn toàn. Cái mà anh nhìn vào là cái bản chất của tài năng thôi. Thì anh nghĩ là giám khảo thì mình phải rất là tỉnh táo, rất là rõ trong cái việc là chọn ai là người có cái tài năng nổi bật nhất trong cái buổi biểu diễn ngày hôm nay. Ai sẽ là thí sinh đầu tiên được trình diễn trong đêm chung kết của chúng ta? Nga. Cho con tỏa sáng ở trong đêm chung kết nha.